Chào các bạn. Ở trong cái video trước thì chúng tôi đã hướng dẫn các bạn là cách để đăng ký một cái tài khoản để kiếm tiền với Tamaro và cách đăng ký trên máy tính và cả cái cách đăng ký trên điện thoại. Và trong cái video tiếp theo của hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn là hai cái cách để kiếm tiền với Tamaro và hướng dẫn kiếm tiền với Tamaro 0,25 đô trên một người đăng ký đơn giản nhất. Vậy thì lý do tại sao chúng ta lại nên chọn là Tamaro? Thì có một số cái lý do mà chúng ta có thể xem đây. Thứ nhất là cái hoa hồng có thể lên tới là 90%, là nhà xuất bản dễ dàng tối ưu hóa cái thu nhập của mình vì các cái chiến dịch liên kết mà Tamaro cung cấp có lợi nhất trên thị trường, hoa hồng từ 10% đến 90% giá trị đơn hàng. Và cái lý do thứ hai là dễ dàng kiếm tiền với mọi người. Hệ thống Tamaro được xây dựng trên giao dịch đơn giản, thân thiện với người dùng, đảm bảo rằng 99% người dùng có thể kiếm tiền dễ dàng từ việc mà chia sẻ liên kết trang web, biểu ngữ, bất cứ ai cũng có thể làm được cái điều đó. Và cái lý do thứ ba, cái thời lượng lưu giữ cookie là lên tới là 360 ngày. Và cái tiếp theo, lý do nữa là cái phần thưởng giới thiệu lên tới 7 cấp. Là đặc biệt của Tamaro là cái chính sách thưởng giới thiệu lên tới 7 cấp độ, giúp nhà xuất bản tăng thu nhập không giới hạn từ cái việc mà giới thiệu nhà xuất bản mới tham gia vào Tamaro. Vậy thì cái cách kiếm tiền với Tamaro thì ở đây như đã nói thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là có hai cách để chúng ta kiếm tiền với Tamaro. Đây, cách thứ nhất là chúng ta xem đây. Đây là cái cách thứ nhất. Cái thứ nhất là chúng ta mời bạn bè đăng ký Tamaro để nhận 0,25 đô tiền thưởng. Tamaro là một chiến dịch cung cấp cho bạn 0,25 đô cho mỗi lượt giới thiệu thành viên mới trong hệ thống nhóm 7 cấp của bạn. Và để tham gia được cái chiến dịch này thì bạn cần phải thực hiện 3 bước như sau. Thứ nhất là chúng ta đăng ký tài khoản liên kết miễn phí tại Tamaro. Thì cái cách đăng ký tài khoản như thế nào thì tôi đã hướng dẫn mọi người trong cái video lần trước, là cái cách đăng ký cực kỳ chi tiết và cụ thể, và cái link đăng ký tôi để dưới cái phần mô tả của video. Mọi người xuống cái phần mô tả để chúng ta click vào cái link đó để chúng ta đăng ký theo cách mà chúng tôi đã hướng dẫn ở cái video. Thì đã hướng dẫn rất tỉ mỉ cách đăng ký trên máy tính và cách đăng ký trên điện thoại như thế nào. Thì khi mà click vào cái link mà tôi để dưới phần mô tả của video thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái giao diện như thế này, và chúng ta sẽ bấm vào cái chữ sign up free ở đây để chúng ta đăng ký. Đây. Đây, nó sẽ tương tự như thế này. Và cái dòng đầu tiên các bạn chú ý đây là chúng ta ghi họ và tên của chúng ta vào. Cái dòng thứ hai chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ chọn cái tên nước của chúng ta vào đây. Trong đây có rất nhiều các cái nước thì chúng ta chọn tên nước của chúng ta, ví dụ nước Việt Nam, chúng ta chọn nước Việt Nam. Vào đây là chúng ta ghi cái địa chỉ mail của chúng ta vào nhé. Địa chỉ mail chúng ta là cái địa chỉ gì? Địa chỉ chúng ta dùng là chúng ta ghi vào đây. Và cái mật khẩu này là mật khẩu cho cái tài khoản Tamaro của chúng ta. Thì chúng ta ghi mật khẩu như thế nào cũng được, và dưới dòng dưới cùng đây chúng ta cũng ghi lại tương tự cái mật khẩu như thế. Và ở đây là chúng ta sau khi mà ghi xong rồi, cái dòng này các bạn để nguyên không được xóa đi nhé. Đây, dòng này là không được xóa, cái mã này là mã đã cố định rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào cái ô tích vào đó, cái ô vuông này, và cuối cùng chúng ta bấm vào cái chỗ tôi không phải là người máy ở đây để chúng ta xác nhận rằng mình không phải là người máy, và cuối cùng chúng ta bấm vào cái dòng này để chúng ta đăng ký. Và sau khi đăng ký bấm vào đây thì chúng ta sẽ vào mail để chúng ta bấm vào cái link trong cái mail để chúng ta xác nhận cái tài khoản của chúng ta là thật, và chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của chúng ta. Đấy là cái thứ nhất. Cái bước thứ hai là đăng nhập vào hệ thống bảng điều khiển của Tamaro và nhận cái liên kết giới thiệu. Đấy, sau khi mà đăng nhập được vào hệ thống như thế này thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta lấy cái link giới thiệu đây. Đây là cái link giới thiệu của các bạn, và các bạn sẽ copy cái link giới thiệu này để chúng ta đi chia sẻ. Đấy. Và chúng ta sẽ sang bước thứ ba là chúng ta sẽ lấy cái link đó để đi giới thiệu cho bạn bè người thân để đăng ký cái tài khoản của chúng ta. Thì cái quy tắc giới thiệu ở đây thì các bạn phải chú ý một số quy tắc đây. Thế là bất kỳ ai cũng có thể tham gia giới thiệu và nhận thưởng 0,25 đô cho mỗi lần đăng ký thành công. Và Tamaro chỉ trả cái phần thưởng cho cái người đăng ký từ tài khoản thực
Hệ thống sẽ kiểm duyệt đăng ký tài khoản thông qua cái liên kết giới thiệu trong 30 ngày để xác nhận là có gian lận hay không. Và Tamoro sẽ ngừng trả tiền thưởng trong cái trường hợp phát hiện lỗi trong khi mà giới thiệu Tamoro hoặc là tận dụng các cái ưu đãi của Tamoro để thu lợi cá nhân. Đấy là cái quy tắc để chúng ta biết được trong cái quá trình giới thiệu để chúng ta làm, chứ không phải chúng ta cứ thích là chúng ta cứ làm các cái tài khoản ảo vào đây là không đúng, là không được, là sẽ bị khóa tài khoản. Và một số cái cách giới thiệu thì giới thiệu như thế nào thì chúng tôi đã có một cái hướng dẫn cho các bạn. Đây. Vậy thì giới thiệu như thế nào? Thì chúng ta xem đây có một số cách đây, có thể là giới thiệu bằng những cái hình thức này, là nhờ người thân, anh em, họ hàng, bạn bè đăng ký tài khoản và xác nhận cái tài khoản này của mình. Và cái thứ hai là đăng bài vào những cái nhóm kiếm tiền online, mẹ bỉm sữa hay là hội trẻ trâu, đây là tên chung của cho những cái nhóm mà có nhiều bạn có cái độ tuổi học sinh, hay là cái nhóm tìm việc làm ở trên Facebook vân vân, và làm video hướng dẫn người khác kiếm tiền với Tamodo và đăng lên YouTube hoặc là Facebook. Thứ tư là đăng bài vào các cái forum hay là các cái diễn đàn, và thứ năm là viết blog. Còn vô số cách nữa thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Đấy là những cái cách miễn phí để cho chúng ta làm. Còn ngoài ra thì có những cái cách trả phí là các bạn quảng cáo trên Facebook hay là quảng cáo trên Google hay là quảng cáo trên các cái nền tảng khác thì sẽ thu được những cái kết quả mà nhiều hơn nữa. Thì đấy là cái cách thứ nhất để chúng ta có thể là kiếm tiền. Thì đấy là những cái cách miễn phí mà cũng rất có lợi cho chúng ta. Và cái cách thứ hai, đây chúng ta có thể tiếp thị liên kết bằng website, mạng xã hội hay là YouTube. Tức là sau khi mà chúng ta đã tạo được cái tài khoản trên Tamodo thì các bạn sẽ được liên kết các cái sàn thương mại điện tử, các cái website bán hàng online nổi tiếng. Thì bây giờ chỉ cần lấy cái link của sản phẩm và đi giao bán để mọi người click và mua hàng, thì các cái hạng mục sản phẩm của website cũng rất là phong phú, từ hàng hóa, giáo dục, du lịch, vay tín dụng cũng cực kỳ là nhiều ở trong này. Đây, có rất nhiều các cái sản phẩm, các cái hàng hóa ở trên này để chúng ta lấy thì chúng ta bán, và chúng ta sẽ kiếm phần trăm hoa hồng trên các cái sản phẩm này. Ví dụ ở chúng ta thấy ở đây, để chúng ta bấm vào cái phần đây, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều các cái chiến dịch. Chúng ta vào đây để chúng ta liên kết với các cái ngân hàng để chúng ta kiếm tiền. Đây, ví dụ như đối với cái trang này, sản phẩm chúng ta có thể là 10,8% lợi nhuận. Ở đây là từ 2 cho đến 7% này. Đây là được 72 đô này. Đấy, cái lợi nhuận từ các cái việc mà bán hàng cho các cái trang này cũng được rất là nhiều. Đây là từ 25,2 cho đến 115 USD. Đấy, thì tùy vào cái sở trường của các bạn có thể là liên kết với các cái trang web này để các bạn bán hàng để thu lại lợi nhuận, hoặc là chúng ta vào cái phần này chúng ta copy cái link này để chúng ta đi chia sẻ, chúng ta kiếm tiền cũng được. Thì đây chính là hai cái cách mà kiếm tiền hiện tại, thu lại được rất nhiều cái lợi nhuận từ cái trang web Tamodo này. Vậy thì trong cái quá trình mà đăng ký hay là kiếm tiền, mà có bạn nào mà chưa hiểu, chưa rõ cái phần nào thì các bạn hãy comment mà để lại dưới cái phần bình luận bên dưới của video nhé, và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái thời gian mà sớm nhất khi mà chúng tôi nhận được những cái thông tin phản hồi từ các bạn. Những bạn nào mà chưa đăng ký thì bây giờ các bạn hãy xuống cái phần mô tả để các bạn đăng ký ngay một cái tài khoản tương tự như cái phần mà mình hướng dẫn ở cái video trước. Hãy đăng ký ngay cái tài khoản đấy để chúng ta kiếm tiền. Có hai cách kiếm tiền rất là đơn giản mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn như video trong cái video này. Và cuối cùng, xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của chúng tôi.